Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, năm 1994, một giáo sư đại học MIT đã nêu ra một kế hoạch cho Ukraine để phòng thủ chống lại một cuộc xâm lược của Nga trong một bài tiểu luận. Bài luận của nhà khoa học chính trị Barry Posen tại đại học MIT ban đầu được xuất bản trong tạp chí tiếng Nga với tên gọi Ukraine – Những vấn đề an ninh vào năm 94 là năm mà Mỹ cam kết bảo đảm an ninh của Ukraine và sau đó được xuất bản lại khi cuộc chiến tranh bắt đầu năm 2022. Mục tiêu của Posen là nêu ý kiến rằng Ukraine có thể giải quyết hầu hết các kịch bản đe dọa của mình với hiệu quả khiêm tốn thông qua một chiến lược quân sự có thể gọi là phòng ngự chiến lược có chiều sâu. Điều đó có nghĩa là lực lượng vũ trang cơ giới của Ukraine sẽ chiến đấu để cầm cự ở miền đông Ukraine, trong khi bộ binh xây dựng các lớp phòng tuyến ở phía sau sông Dnipro để bảo vệ nửa phía tây của đất nước. Posean nói với website Business Insider Quan điểm của tôi là tạo ra một lực lượng cơ động để ngăn chặn các cuộc chiếm đất nhỏ và một lực lượng bộ binh lớn hơn là lực lượng phòng thủ diện khai thác sông Dnipro để tạo ra các đồn lũy ở phía Tây. Sự kháng cự mở rộng này sẽ đặt ra một số áp lực đòi hỏi phương Tây phải trợ giúp. Vậy những phân tích của Posen đã thấy trước những điều gì của cuộc chiến thực tế? Theo bản đồ chiến sự hiện nay thì những dự đoán này không quá đúng. Quân đội Ukraine không rút lui về bờ tây sông Dnipro mà vẫn ở phía đông con sông này, ở khu vực phía bắc và trung tâm của đất nước và đang chiến đấu để giữ lại những đầu cầu bên bờ đông con sông ở miền nam. Đó vừa là tình hình, vừa là chiến lược của Ukraine nhằm chiến đấu cho từng tấc lãnh thổ. Còn quân đội Nga đã không chiếm được toàn bộ miền đông Ukraine. Hiện nay họ chiếm được 18% lãnh thổ Ukraine, chủ yếu ở đông nam và dọc theo bờ biển đen. Posen thừa nhận rằng giữ chặt một phòng tuyến ở đâu đó phía đông sông Pro, ở một số nơi là hợp lý hơn suy nghĩ ban đầu của tôi. Địa hình vi mô tốt hơn là một số điểm. Thực vậy, mặc dù Ukraine là một nước có địa hình thích hợp cho chiến đấu xe tăng, những người phòng thủ Ukraine đã khai thác các thực thể là những sông ngòi, thị trấn. Nhưng Posen cũng đã dự đoán chính xác rằng các tên lửa phòng không Ukraine được hỗ trợ bởi một lực lượng máy bay chiến đấu nhỏ sẽ gây khó khăn cho Nga trong việc sử dụng không quân của họ quan trọng hơn, ông cũng đã dự đoán rằng pháo binh sẽ cung cấp cho Nga công cụ nguy hiểm nhất và rằng sẽ khó khăn nếu không nói là không thể nào Ukraine tập trung pháo binh hiệu quả để dập tắt pháo binh Nga trong các cuộc đấu pháo tay đôi. Điều đặc biệt thú vị là Posen đã thấy trước được những thách thức chiến lược của Ukraine dù thế giới 30 năm trước rất khác bây giờ. Vào năm 94, sự tan rã của Liên Xô vừa mới diễn ra, nước Nga mới còn đang lộn xộn và Vladimir Putin chưa là gì hơn một cựu đặc vụ KGB có khao khát chính trị. Nước Ukraine mới độc lập vẫn kiểm soát bán đảo Crimea và miền đông Ukraine cũng như một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Liên Xô. Kho vũ khí này sau đó được bàn giao lại cho Moscow để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Nga. Nhưng nếu Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân của họ thì làm thế nào họ bảo vệ bản thân trước một đội quân lớn hơn nhiều của cựu đế quốc ở phía đông? Kế hoạch của Posen phỏng đoán rằng lực lượng vũ trang Nga sẽ đạt con số 1,5 triệu và có thể tổ chức thành 100 sư đoàn. Quân số hiện nay của Nga ước tính là 1,1 triệu người. Posen cũng dự đoán từ 40 đến 50 sư đoàn Nga sẽ được gửi sang Ukraina, cung cấp cho Nga ưu thế 2 trên 1 về xe tăng và pháo binh. Trong thực tế, lực lượng Nga ở Ukraina hiện nay được ước tính có khoảng 470.000 người, hầu hết được tổ chức ở đơn vị cấp lữ đoàn, mà nếu hợp lại nó có thể tạo ra hơn 40 sư đoàn. Trong khi đó, Posen ước tính rằng Ukraine có thể động viên 900.000 binh sĩ. Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky nói lực lượng vũ trang Ukraine đang có khoảng 600.000 người. Dưới các dữ liệu này, Posen nhận định 3 chiến lược tiềm năng cho Ukraine. Lựa chọn đầu tiên là phòng thủ tích cực, trong đó cố gắng giữ mọi vùng ở đông Ukraine. Nhưng Posen cho rằng phương án này sẽ bị diệt vong. Ông nói, lực lượng Ukraine căng hết ra cũng chỉ có thể bao phủ khoảng 60% mặt trận mà không có dự bị. Điều này sẽ khiến họ dễ tổn thương trước các chiến thuật vu hồi vào bên sườn. Hoặc Ukraine có thể bao phủ toàn bộ mặt trận với mỗi sư đoàn phụ trách 60 km mà không có dự bị. Lực lượng phòng thủ mỏng này sẽ dễ tổn thương trước các cú đột phá thảm khốc sau những hoạt động bao vây. Nói cách khác, quân đội Ukraine không có quy mô lực lượng để giữ hiệu quả ở mọi nơi trên biên giới 1.200 dặm với quân Nga có ưu thế số lượng. Điều này cũng gợi ý rằng ngay cả khi Ukraine không bị mất kiểm soát với Crimea và Donetsk vào tay quân Nga và những người ly khai thân Nga năm 2014, thì họ cũng không thể bảo vệ những vùng lãnh thổ này trong cuộc chiến bùng nổ năm 2022. Sự lựa chọn thứ hai là phòng thủ di động, trong đó lực lượng dự bị cơ giới, phản công và tiêu diệt các lực lượng Nga xâm nhập như cách phát xít Đức đã làm ở Ukraine năm 1943 đến 1944. Posen kết luận, bên cạnh việc mất các khu vực biên giới mà không có chiến đấu, chiến lược này khá dễ bị thất bại thảm hại. Thay vào đó, Posen cho rằng lựa chọn tốt nhất cho Ukraine là chiến lược phòng ngự chiều sâu. Posen viết, lực lượng cơ giới di động sẽ cần thiết phải tổ chức một chiến dịch bao phủ quy mô rất lớn ở Đông và Đông Bắc Ukraine. Họ sẽ tạo điều kiện thời gian để bộ binh ở miền Tây Ukraine động viên và chuẩn bị các phòng tuyến theo chiều sâu họ cũng sẽ nỗ lực để tiêu hao sức chiến đấu của các đội hình tiên phong của nga không quân cũng sẽ là quan trọng với ukraine posen cho rằng ukraine sẽ cần các máy bay hiệu quả cho phòng không và thực hiện các chiến dịch ngăn chặn binh lính và hậu cần của nga tiếp cận chiến trường posen hy vọng rằng tất cả những điều này sẽ ngăn chặn nga tấn công và nếu như nó không có hiệu quả thì việc ukraine càng chiến đấu lâu càng tạo cơ hội lớn cho can thiệp của phương tây posen viết một số người sẽ cho rằng phòng tuyến thực sự không thể giữ được. Cuối cùng, nếu Ukraine thực sự bị phương Tây bỏ rơi, thì điều này là đúng. Tuy vậy, ngay cả khi không có sự trợ giúp của phương Tây, hoạt động phòng thủ ở đây cũng có thể đặt ra cái giá rất cao cho người Nga. George Barros, một chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, gọi tắt là ISVK, đã nói kế hoạch năm 94 của Posen có một số điều đúng và một số điều không đúng. Nó đã dự đoán chính xác rằng Nga sẽ đưa phần lớn lực lượng chiến đấu của mình đến một chiến dịch ở Ukraine và các thành phố ở phía trước như Kharkov, Luhansk, Donetsk sẽ khó để bảo vệ. Nó cũng dự đoán tầm quan trọng của không quân, thứ quan trọng 100% cho thành công của Ukraine trong phòng thủ và thực hiện tấn công hợp thành. Tuy nhiên, ý tưởng Ukraine có thể neo giữ thành công phòng tuyến phía sau sông Dnipro là lạc quan quá, theo như Barrot. Ông Barrot nói, để phòng thủ sông Dnipro chặt chẽ, ukraine phải thực sự giữ được một số vùng đệm ở phía đông sông Pro để lực lượng ukraine có không gian để phòng thủ và rút lui khi cần posen nói rằng mặc dù kế hoạch của ông đã sao lãng một số khía cạnh quan trọng của cuộc xung đột ngày nay ví dụ như tầm quan trọng của tác chiến đô thị nhưng nó đã nắm được những nhân tố cốt yếu posen nói bạn có thể nói rằng tôi đã báo trước rằng người nga có thể chiếm được rất nhiều đất của ukraine nếu như họ muốn và họ đã làm như vậy Quý vị thân mến, trên đây là bài viết của Michael Peck, một cây bút về quốc phòng, viết về những nét chính của kế hoạch 594 của Posen, đăng trên Business Insider. Có thể nói rằng ở thời điểm 1994, giáo sư Posen đã đưa ra được những dự đoán tương đối chính xác về chiến tranh Ukraine diễn ra gần 30 năm sau. Đó là một sự phỏng đoán đáng ngạc nhiên. Tuy vậy, về mặt quân sự, các lựa chọn mà ông khuyến nghị Ukraine xem ra cũng không mấy sáng sủa. Ngay trong trường hợp mà theo như Posen là hiệu quả nhất, tức là nhượng hẳn phần đất phía đông sông Dnipro cho Nga để chỉ củng cố vùng phía tây của con sông này cũng là một kế hoạch không hoàn hảo. Bởi vì bỏ đất đai rút lui qua sông lập phòng tuyến, đồng nghĩa rằng để cho quân Nga tha hồ củng cố những vùng đất chiếm được, rồi có đủ quyền chủ động để tập trung lực lượng tấn công vào một nơi nào đó sung yếu trên phòng tuyến vào thời điểm nào đó mà họ xem là thuận lợi. Dù cho với quân số 900.000 người mà thực tế là hiện nay còn xa Ukraine mới đạt được, thì phòng tuyến trải dài cả ngàn km trên bờ Tây sông Pro vẫn cứ khiến cho quân Ukraine phải giàn mỏng. Binh pháp tôn tử có nói một câu rất hay rằng, ta tập trung lực lượng ở một nơi, địch dàn lực lượng ra 10 nơi, như vậy là lực lượng ta gấp 10 lần địch. Câu đó có nghĩa rằng, nếu quân số hai bên như nhau, nhưng một bên dàn mỏng lực lượng ra 10 nơi, còn một bên tập trung lực lượng đánh vào một nơi, thì rõ ràng là họ có ưu thế 10 trọi 1. Tất nhiên, để làm thế nào khiến ta thì tập trung được lực lượng, còn địch phải dàn móng lực lượng lại là nghệ thuật của các danh tướng. Song nếu theo kế của Posen mà dàn quân đóng đồn lũy phòng thủ phía tây sông Dnipro thì tự Ukraine đã lựa chọn cho mình một thế phòng ngự bị động, buộc phải phân tán lực lượng ra đóng đồn bốt, không thể tập trung lực lượng cơ động. Như vậy, nếu Nga tập trung lực lượng mạnh, xuyên thủng được một nơi nào đó trên tuyến phòng thủ này thì quân Ukraine cũng không thể và không kịp đưa lực lượng từ nơi khác trên tuyến phòng thủ đến ứng cứu chiến tranh nói chung chỉ nằm ở hai chữ công hay thủ. Trong đạo dùng binh, mọi tướng soái đều đau đầu với bài toán tập trung hay phân tán lực lượng. Không tập trung thì không có quân cơ động để tổ chức các chiến dịch lớn để xoay chuyển cục diện chiến trường. Nhưng không chia quân đóng đồn lũy thì không giữ được đất đai. Cả Nga và Ukraine hiện nay đều đang phải đối mặt với bài toán tập trung hay phân tán này. Bởi vì hai bên đang lựa chọn một cuộc chiến tranh chiến hào với phòng tuyến đối diện nhau trên chiều dài 1.000 km rồi đây hai bên sẽ có lựa chọn như thế nào để thúc đẩy mục tiêu của mình vẫn là điều còn phải chờ xem song cả hai bên đều đang giao diết tuyển quân điều này báo hiệu sẽ có đánh lớn trong một hai tháng tới khi tân binh được huấn luyện sơ qua đủ để làm nhiệm vụ đóng đồn giữ đất các quân cũ sẽ được tập trung lại thành quân cơ động cho chiến dịch lớn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại